Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Làm gì vậy? Mua lần hả? Dạ không, con dân này. Khoan đã, khoan đã. Ba cây nhang nữa. Ai trời đất ơi, cái gì vậy? Dân thầy cái gì cũng dân, tự nhiên dân bánh xèo. Dạ không, có gì cứ dân đó, có gì cứ dân đó. Dạ đúng rồi, nhà tại nhà cũng bán bánh xèo. Dạ đúng rồi, với lại bây giờ mình có cái gì mình dân đó chứ thầy cũng không có ra quy định là mình phải dân cái này hay dân cái kia, không có sao hết. Thái nhang nha thầy, thái nhang. Bậy bậy bậy. Đây là dân chứ một cúng đâu mà bà nhang, tào lao không à. Coi thầy nè. Ê khoan khoan khoan. Bánh xèo mai ăn dao. Cái này phải bổ ra. Thấy không? Thầy tin bổ, thầy tin bổ. Ăn cho đúng cái đúng tên. Đúng ra cái này gọi lúc đầu phải là xẻ ra. Ủa sao sao vậy? Hồi xưa thầy tên là tên xẻ. Thấy không? Nhưng mà thầy đi ra ngoài kia đó thầy học. Thầy của thầy thấy thầy giỏi quá, tài năng quá, thấy không? Mới đặt thành bổ. Thầy cho có ý kiến được không? Tại thường ví dụ như mà xẻ nó thường hay đi đâu với chữ mổ, sao thầy không có chữ mổ? Phải, xẻ là cái bổ là nó lớn hơn đúng, cái xẻ. Đúng, đúng. Dạ vậy có ý kiến, không phải mổ xẻ cái bà này. Đúng. Xẻ là thầy nói là nó nhỏ. Đúng, phải nhỏ thì mình mới dùng xẻ. Còn bổ là thầy cao cấp mà bổ hơn. Đúng. Ôi chứ nhưng mà thường thường người ta nói là xẻ là ta xẻ mít. Ừ. Còn cao là ta bổ cao, thì cái cao nó nhỏ hơn cái mít, thì tại sao tự nhiên cái chữ bổ mà lại nhỏ hơn cái chữ xẻ? Bây giờ bà coi luôn đó. Không không không, cái này cho con có ý kiến nha. Tại vì thường thường á, ví dụ như cái từ xẻ nó vẫn có xẻ cho những cái nó còn to lớn hơn nữa. Ví dụ như xẻ là gì? Dân trăng ai xẻ làm đôi. Bé gái dạ. Rồi xẻ luôn. Dạ, dạ thầy con tiếp đi thầy. Dạ thầy thôi ạ. Dạ, dạ cái này thầy bớt cái này. Cái này tụi con chỉ thắc mắc ra hỏi dạ, thôi. Dạ thưa thầy. Dạ. Cái chuyện tâm linh mà nó có đùa được, hiểu không? Dạ. Cái đó nhiều khi thầy cũng có hiểu nữa. Nhưng mà ở trên vậy là mình cứ theo như vậy. Dạ dạ thầy. Hay dạ. Hỏi quá. Dạ con thầy. Dạ con mời thầy bổ ạ. Bánh hơi dai nha. Dạ. Bánh mà hơi dai và để lâu hơi gió. Dạ dạ dạ. Thường xuyên bán ế, đúng nhận sai cải hộ thầy cả. Đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Sao cái được? Thịt thì 3-4 miếng. Đâu thịt nhiều mà nó bầm ra. Bầm nhuyễn quá. Tình duyên lận đận. Trời. Ế triền miên. Đúng nhận sai cải hộ thầy cả. Không sao dám cãi được. Dạ. Sao dám cãi. Đúng quá chưa. Bán ế bánh xèo là ế chồng luôn. Nè coi nữa nè. Buôn bán vậy nè, nhìn không có một cái lát hành nào hết. Có nghĩa là không có những cái quý nhân bên cạnh. Mà những cái người bên cạnh coi như là sắp tới là có một cái hạn nặng dữ lắm. Không giải hạn kịp là coi như là gặp một cái hạn là tán gia bại sản rồi. Trời đất ơi. Trời, hồi nào tới giờ á nha là con thấy người ta coi á nha. Ví dụ như người ta coi bằng lá nè, hay người ta coi bằng bài. Hôm nay con mới được tận mắt chứng kiến thầy coi bằng bánh xèo. Lấy cho cọng rau thơm. Ủa, rau thơm sao xẻ được thầy? Lấy cọng rau thơm đấy. Rau thơm thường ta ngắt, chẳng lẽ giờ ông kiểu mà thầy ngắt. Dạ dạ dạ. Thầy ăn đỡ cái nhà gì? Nhà sáng giờ bán ăn cái gì ăn này ta lấy ta coi chứ ăn cái gì. Dạ thầy coi. Rau. Cỡ này là buôn bán gì? Héo quá. Héo quá. Dạ. Bây giờ thầy khỏi cần gói luôn, nhìn vô biết liền. Héo cỡ này nếu mà không có giải đó ha, cuộc đời héo queo. Đúng nhận sai cãi hộ thầy cả. Sợ quá trời không. Cô nói cái này mà không giải là coi như là cuộc đời tan nát. Bỏ rồi xong rồi đó nữ này xong. Xong. Thì xong thầy xong. Đang nói về cái hạn của mình đó. Cái hạn của mình là giải xong. Sao? Từ từ mày, để từng người chứ, đúng không? Thì mình giải quyết luôn vấn đề đi. Từng người một, thấy không? Mình đã một khi thầy tới đây rồi đừng có lo. Rồi tới hai nữ này ạ. Dạ để con. Để gì? Không, nhưng mà không, không phải để thầy là con có mời quá mà. Thôi được rồi, thôi. Để thôi được rồi, để cho bà già trước đi. Thấy chưa? Hai đứa tranh cãi kia để bà già vô hốt thấy chưa? Bà già đâu? Thầy nói kìa. Nói gì á? Bà già là gì á? Không, nãy giờ tôi kêu bà bằng bà là tôi còn ngượng miệng đó. Chứ bà lên hàng cốt tôi rồi đó. Thầy không có đâu, thầy nói đúng nhận sai cãi à? Sai. Trời sao dám cãi được. Dạ thôi thầy ơi thầy, con không có gì nhiều. Con chỉ có một chút ít tấm lòng của con. Con xin cúng thầy. Chả gừng, chả gừng, chả lụa, thầy thích ăn chả nào? Thôi. Chả gì? Chả gừng, chả lụa, thầy thích ăn chả nào? Ủa, cái chai chả đây là người ta bực tức. Ăn uống gì đây? Cái tiền đó. Ăn uống tào lao. Tiền đi đây, tiền này là tiền gì? Đó thấy chưa? Dạ không, ý là hồi nãy là thực ra là cái lòng của con á, ở trong cái lòng của con á là nó phát ra một cái tín hiệu là ôi trời con quá thương thầy, là bởi vì á thầy làm quá có tâm, thầy coi quá có tâm, cho nên con tính gửi một ít tiền cà phê cho thầy. Đó, thôi. Nhưng mà gửi nhưng mà tiền, thầy nhưng vậy bậy. Đau, bậy rất bậy. Hiểu không?
nghĩ sao cái này thầy tới đây thầy coi là thầy coi miễn phí. Dạ, con xin thầy lỗi coi thầy. Cho mọi người là thầy cứu nhân đủ thế. Dạ, 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 con xin nếu lỗi. Mà thầy lấy cái 500 này thì còn cái gì gọi là thầy nữa. Dạ, đúng rồi. Đó, rõ ràng. Dạ. Nhưng mà nghe cái lòng của con sao thầy, thầy thương thầy xót quá. Dạ, con xin lỗi. Lỡ lần này thôi nghe không? Thương mới lấy. Chứ nếu mà thầy không thương là cái đó thầy bực tức thầy bỏ thầy đi về rồi. Cũng mấy bận thầy đi về cũng vì cái chuyện này đây nè. Làm chuyện gì đâu không. Rồi thôi bây giờ coi cho nữ đây trước đi ha. Dạ. Rồi, để thầy cưa trái bơm này. Dạ con cưa trái bơm này mấy bà nội. Cái táo này thì cưa táo sao cưa bơm. Ơi. Trời đất ơi, bị đặt tay ta nữa. Hồi xưa giờ ông bà mình gọi trái bơm thì kêu trái bơm đi, bày đặt học tây học u. Nhưng chứ. Mà thầy nói là bổ bơm đi. Nãy giờ thầy bổ mà tự nhiên thầy nói chứ cưa bơm tụi con hết hồn. Trời ơi con ơi bây giờ. Ơi. Ngồi lên. Thì cưa với bổ nó cũng như nhau thôi, nó cũng phải tách làm đôi thôi. Lên gì? Má ơi, tôi đứng kế với ổng này nghe bơm hết hồn không má. Dạ, con còn hết hồn. Giờ coi cho nữ này phải không? Dạ. Khấn đi năm khấn. Cho gia đình người này hai người đừng khấn ké. Dạ. Sao mà hay thích ké quá vậy ta? Biết. Ở nhìn nè. Cái bơm như người ta cắt ra bình thường đâu có dính gì. Cắt. Ủa, cắt ra thì đâu có dính thầy. Đúng rồi. Đấy, vậy mà nó dính đây nè. Dính cái gì vậy? Cái vỏ nó dính vô con dao, nó dính vô liền chơi bơm. À. Tại sao như của người ta cắt người ta không dính mà của nhà này dính? Đúng rồi. Nhà này sắp có tiểu tam. Đúng nhận sai cải hộ thầy cả. Khoan thầy. Tiểu tam là con gì thầy? Tiểu tam là con mèo đó. Mèo tam thể. Mèo tam thể. Thôi đúng rồi, con mèo nhỏ. Rồi con nghe ta hát cái bài mà em xuống đường làm mèo hoang. Rồi đâu? Rồi con mèo có liên quan tới gia đình con. Trời ơi, là con nghĩa là bồ nhí đó. Kẻ thứ ba đó. Kẻ thứ ba. Giật tam là ba bà mất chồng đó. Là gia đình của con có bồ nhí hả? Là chồng con có bồ nhí. Ai vậy con nào vậy? Con nào bước vô trong gia đình của con? Không phải con này. Thầy gai. Xin lỗi thầy, con nóng quá. Thôi ấy thôi, cho con về được không thầy? Chứ sao thầy cũng thấy cái chỗ này bất ổn quá con. Sợ quá. Con xin lỗi thầy. Rồi, con gai giùm thầy. Gai. Cái gì? La cho có tủ mà. Trời đất. Nãy giờ mấy người la quá, giờ tôi phải la lên chứ. Trời đất, cái gì đó mình. Trong lòng ý của tôi nói là nam nữ thọ bất tương thân. Thôi vậy cũng được, thôi là thầy có mặc áo trong, không sao. Rồi, ngồi xuống bình tĩnh. Làm giật mình hết rồi. Nè, nói nữ nghe. Người tôi muốn nói ở đây là mà nghe, nữ mà con muốn đi kiếm cũng không được. Ủa tại sao kiếm không được, trốn ở đâu mà kiếm không được. Thôi đừng. Thầy nói một lèo đi, thầy đừng ngắt ngang, phải nhảy vô nữa. Ở dưới, nhắm qua xuống dưới kiếm được không? Là sao? Duyên âm. Mà cái duyên này mà không gỡ nghe, tao nói hả là chồng của nữ đi trước á, rồi tới nữ lả lướt theo sao? Cái gì ghê vậy? Là cái con tiểu tam mới là duyên âm đó. Duyên âm đó, không cắt là... Ghê chưa? Ghê quá. Rồi. Bây giờ con phải làm sao? Bây giờ mặt mày của con, bây giờ ấn đường của con nhìn ấn nó... Ấn đường tội lắm. Ông tai mà gặp thái tuế rồi này nọ là banh chành. Trước sau banh chành. Rồi, tới nữ này ha. Dạ. Thầy cắt cho trái lê ha. Thầy, đừng bổ lê thầy. Sao? Bổ lê cái đời con lê lết lắm thầy. Vậy thầy bổ sambo chê cái đời con chê luôn ha. Vậy thôi bổ lê đi. Cải tánh hay cải. Nhìn là vàng, tập trung khấn. Không, tôi nghĩ chắc đời tôi có gì đâu. Chồng cũng có, buôn bán cũng có. Dạ hên quá, không có vỏ nào hết. Không có đâu. Nhìn vậy chứ coi đời nữ buồn dữ lắm. Buồn dữ lắm. Có đang buồn không? Đúng nhận sai cãi thầy kìa. Cãi à? Mắc gì cãi? Không buồn cũng không vui bình thường à. Cái đó mới là càng có chuyện nha. Đúng không? Cuộc đời người ta một là vui, hai là buồn. Còn ngay bản thân nữ mà bây giờ không biết mình vui hay buồn thì đó là quá buồn đi chứ gì nữa. Bây giờ con nói thiệt nha. Dì á hả, dì nhìn dì không buồn thôi, nhưng mà con nhìn vô con cảm thấy con buồn giùm cho dì. Coi như là đúng ra cái tuổi này bây giờ người ta là con cháu đầy đàn, tay bế tay bồng rồi. Chứ đâu phải mà ngồi mà tuổi đời hiu quạnh mà ngồi lê đôi mắt đâu. Đâu phải đúng là ngồi rồi. Như vậy. Dạ đúng. Đúng không? Đúng nhân sai cải hộ thầy coi nè. Đúng. Đúng ạ. Chào thầy.
đúng quá. Thấy không, tôi nói mấy bà tôi thèm cháo, thấy chưa? Alo. Rồi, thầy tới thầy giao liền. Rồi, chờ thầy. Giao gì? Gì thầy, giao gì rồi con giao cho thầy? Không có. Này chuyện giao ý là giao dịch ở bên trên, tới giờ thầy phải nói chuyện với bề trên. Mỗi ngày mình phải nói chuyện rồi mình biết những cái hạn đồ chúng sanh người ta tới á. Đã tới. Thầy nói chuyện với bề trên luôn hả thầy? Ủa chứ đâu ra thầy biết đâu mấy cái chuyện này, nghĩ coi không, người ta làm sao biết được. Dạ. Làm gì biết chuyện của gia đình này, làm biết chuyện duyên âm duyên này. Dạ. Mình phải có giao dịch vậy. Thầy ơi, vậy giờ mình giải hạn sao thầy? Bây giờ vậy đi, thầy có chuyện thầy phải đi rồi. Ủa. Bây giờ á, có gì á thầy gặp từng người, thầy hẹn từng người. Dạ. Chứ cái chuyện này dù sao đó cũng là chuyện tâm tư của riêng của từng gia đình thầy, nhưng mà bây giờ thầy đã nói ra mỗi người cái tam tai của họ, cái tai nghe họ thầy nói ăn không được ngủ không ngon đâu thầy. Nhưng mà nghe thầy nói nè, cái gì cũng vậy, thầy một khi đã giải là phải giải cho nó tận cùng, hiểu không? Phải truy tới cái gốc thì mình mới triệt được. À. Đó. Mà truy tới cái gốc cái bể ra thui quắc à, để thiên hạ nghe ta đâu có được. Thành ra từng người. Đúng, phải gặp từng người. Dạ, đúng rồi. Thôi cứ vậy đi nghe không? Dạ, dạ. Có gì là thầy gặp sao? Nghe không? Dạ, dạ. Ừ, đó. Thầy cúng thầy. Thầy chính thầy lại thầy. Chưa chết. À dạ dạ. Dạ dạ dạ. Con có nhà không? Dạ có, con sao nè? Thôi được rồi, để dì xuống. Dạ, để con lên cho. Được, con xuất hiện con rồi. Xong con lên liền. Thôi, xuất hiện rồi. Cha bữa nay em đi làm ngoài chặt dừa hả con? Dạ. Dì Quỳnh kiếm con có gì không? Cũng không có chuyện gì hết á, trước là qua thăm con, sau là có cái chuyện nhỏ nhỏ đến nhờ con. Dạ trời ơi, ở đâu khó có thanh niên, mà ở đâu còn khó khăn nữa thì có mặt con. Không, cái này dễ lắm, không cần con phải là khó khăn là thử thách gì con hết. Cái dạ. Chuyện này theo Quỳnh nghĩ là con nằm trong tầm tay của con. Dạ. Con xử lý cái một là đơn giản, rất là dễ ợt. Dạ, chuyện gì vậy dì Quỳnh? Giúp giùm dì Quỳnh nha. Dạ. Con đừng có qua lại với lại con gái của dì nữa. Quá đơn giản. Ủa, mà ý con là đang muốn hỏi gì là lý do tại làm sao cái gì? Rất là đơn giản con. Con gái là gì có một đứa thôi, mà nó đã đến cái tuổi mà lấy chồng rồi. Nó hơi qua cái tuổi lấy chồng rồi. Mà con với nó thì xác định với nhau chỉ là tình bạn thôi. Yeah. Mà tình bạn đâu phải là bồ bịch đâu. Mà tại sao hai đứa bay cứ xà nẻo nhau hoài vậy? Mà cứ xà nẻo nhau hoài vậy thì biết chừng nào đứa nào lập gia đình. Cho nên nó gì qua đây, dì nói với con là mai mốt có cái chuyện gì cần thiết để gặp mặt thì mình gặp mặt, còn không cần thiết thì thôi, đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở. Đừng có ồ gì hết, con ngạc nhiên cái gì nó. Ủa cái gì mà trầm nghiêm trọng quá vậy phải không? Rất là nghiêm trọng, bởi vì con còn phải có người yêu và con gái của dì cần phải có chồng. Đó là cái chuyện mà hôm nay là dì qua đây dì nhờ con giúp đỡ nghe. Ủa cái gì rồi bây giờ con tính hỏi là bây giờ dì tính sao phải không? Dạ. Đường ai nấy đi, con chặt dừa tiếp đi, dì đi về. Mà dì chị Quỳnh mới về, chị Quỳnh mới về luôn. Chị Quỳnh mới vừa về luôn. Hả? Chị Quỳnh mới vừa về luôn. Về rồi phải không? Mới vừa về luôn. Chặt vô tiếp đi, chặt vô tiếp đi. Chặt vô đi em, chặt dạ, vô. Dạ. Xong chưa? Rồi, bỏ vô, bỏ ra. Nó nghe nè. Dạ. Chị cấm em chơi với chồng chị đúng không? Không, bậy bạ. Em làm sao vậy? Em sao vậy tự nhiên cấm chơi với chồng chị? Em khùng à. Chứ trời ơi, sao? Em làm là luật sư mà đúng không? Thì đương nhiên là em làm chơi với chồng chị, đương nhiên chồng chị phải học những cái hay, những cái giỏi của em mà chị phải để cho em thoải mái, vui vẻ chơi với chồng chị. Muốn rủ chồng chị đi đâu cũng được, đi câu cá, đi uống cà phê, đi đâu cũng được. Ừ. Nhưng mà chị ơi, có nghĩa là chị không cấm gì hết em mà sao giống như hai chị em mà đang vụng trộm quá vậy? Chị qua chị làm cái gì mà? Trời ơi, bậy bạ, bậy bạ không à? Chứ chị làm gì mà lén rồi nhìn trước nhìn sau mình làm giống lắm chị. Nói nghe nè. Để người ta hiểu lầm. Không, lại đây. Sao? Tính nhờ em chuyện. Chị nhờ em chuyện gì? Em có thể tư vấn giùm chị cái chuyện của chị được không? Được, trời ơi, nghề của em là nghề tư vấn mà. Đó. Dạ. Em có thể nào tư vấn giùm chị có cách nào mà mấy cái tài sản mà của chồng chị á, đó bây giờ là sang tên hơn qua hết cho chị được không? Để mai mốt ví dụ á mà hai chồng chị mà có ly dị á, chồng chị ra ngoài tay trắng. Không nha. Ủa sao vậy? Không được. Sao không được? Cái đó là nghe nè, nó giống như vậy nè chị. Có nghĩa là chị có tài sản trước đó hay là anh Dũng có tài sản trước đó, sau khi kết hôn và sau khi mình ly dị thì tài sản của riêng mình vẫn phải bị chia làm hai. Chứ đừng nói chi mà tài sản gộp chung. Nhưng mà bây giờ nếu mà muốn làm như vậy, chị muốn như vậy thì phải làm sao? Chị muốn như vậy thì phải có một bên đơn phương từ chối cái tài sản đó. Có thể là chị hoặc là anh Dũng ký một cái tờ đơn là sẽ không nhận tài sản sau khi ly hôn.
thì chị mới thừa hưởng được hết. Không, là bây giờ phải làm thêm mấy cái tờ đơn khác nữa hả? Đúng, mà phải có anh Dũng ký là anh Dũng chấp nhận là từ chối nhận tài sản sau khi ly hôn thì chị mới được nhận hết. Nhỏ nhỏ thôi em. Nó thì đó là vậy đó. Vậy hả? Dạ. Phức tạp gì vậy ha? Đúng rồi. Ủa nhưng mà sao vậy? Hả? Chị với anh Dũng tính ly dị hả? Ly dị gì? Vui vui quá. Trời ơi, vợ chồng ta đang ở chứ gì vui vui vẻ nha thì nhưng ly dị gì? Chị mới hỏi là hỏi trước thôi. Em sao miệng kỳ cục quá, miệng vô duyên dễ sợ luôn á. Chị qua chị nhờ em làm được rồi thôi. Cái miệng em sao á? Vợ chồng ta đang ở hạnh phúc ly dị gì? Vô duyên quá trời, nhờ không được thôi chứ lại bị trụ người ta. Em bội à. Em bị tội gì vậy? Ủa. Em chặt dừa nhà em mà. Đang. Thôi chị đi kiếm em sớm giờ. Chị sao nữa? Ê nè nha. Chị đừng có nói là chị cấm em không được gặp Sương nữa. Chị đừng có kêu em tư vấn hôn nhân. Em cứ gặp bà Sương, bắt gì chị cấm. Chị là muốn cấm là cấm được bà kia, bà cấm em chơi với con gái bà con Hương. Ừ đúng rồi. Rồi không tư vấn, không cấm. Ê nè, hay là chị muốn kiện khách nào? Chị muốn kiện khách nào ăn không bánh xèo không trả tiền? Chị nhờ không, tới em. Không, chị không có nhờ mấy chuyện đó. Chứ chuyện gì? Cho mượn 30 triệu. Mượn 30 triệu chi? Thì bây giờ tao mượn 30 triệu thôi có không? Mà bây giờ chị phải nói cho em biết cái lý do đi em mới cho chị mượn. Mệt quá, mượn 30 triệu hỏi lý do chi cha, tao có chuyện tao mới mượn. Ủa chị ơi, mắc mớ gì chị mượn tiền em mà chị chửi em quá vậy? Sao á? Không, em thấy sao lắm nha. Bữa nay chị nè, rồi dì Quỳnh nè, rồi chị Sương. Nó kỳ nó kỳ sao? Gì đâu kỳ, tự nhiên cái là cái chuyện mà hả, có lo cho con Hương cái xong cái tự nhiên cái bảo qua đây bà cấm bà không cho mày chơi với con Hương rồi xong cái tự nhiên cái sợ chồng theo gái xong rồi ôm hết tài sản đi, cái tự nhiên rồi qua đây tư vấn luật hôn nhân gia đình cái đó là giải quyết cái ngọn chứ đâu có được cái gốc, nó cũng y xì thôi. Y xì là y xì sao chị? Thì bây giờ bà cấm con Hương chơi với em đúng không, thì chắc gì con Hương có bồ đúng không? À đúng rồi. Ừ, rồi bây giờ nè ông Dũng nè, sợ ổng là chuẩn bị sẵn để mà lấy hết tài sản ổng, nhưng mà tao nói mày hết duyên ly dị thì bây giờ tài sản cũng chia đôi, còn không nhiều khi thằng chồng nó làm lố quá nó ôm hết tiền lúc đó cũng trắng tay, đúng không? Chị nói cũng đúng nha. Ừ, thì bởi vậy cho nên là cái vấn đề là bây giờ chị cần phải mượn tiền. À, chắc là chị sợ ế đúng không? Nói chung là chị vừa sợ chị ế nè. Chị vừa sợ chị nghèo nữa, cho nên là chị quyết định chị phải mượn tiền. Bao trai? Điên, ai mà đi làm mấy chuyện đó. Đời chị chỉ có trai bao thôi chứ chị không có bao trai nha. Có lỡ dại dột bị vụ này kia thôi. Đó, bây giờ con sẽ cho mọi người thấy một cái sự gọi là cái tầm ảnh hưởng của cái việc mà chửi người ta nhiều quá. Thôi chị chửi giùm con đi. Chửi ha? Dạ chửi đi. Chồng ha? Dạ giống như là chồng gì đâu. Ủa mấy người làm vợ hay lắm, mấy người làm mẹ của người ta. Mấy người đi tốt vậy, mấy người chịu nhà lên nhà cửa như vậy. Tiền nội trợ cũng lo, tiền mỗi tháng cho mấy người nấu ăn, tại sao mấy người nấu ăn. Vậy gì? Nó co lại. Đó, đó. Nó co lại. Đó, 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 đó. Sò lại đó, gọi là chữ mà chữ trên đầu chữ xuống á. Mình sò lại riết thì làm sao phát triển được cái chiều cao. Con chưa nghĩ là con muốn vậy, thấy không? Không bị con cao quá giờ con muốn lụng lại ra chữ cho mình. Con ế tới vàng.